Hello, hola. Chào mừng các bạn đã quay lại với Rip Thoi FX. Hôm nay tâm sự bỏ nhỏ các bạn nha, về một trong những con báo ha thuộc cái bộ ba tàn phá, đúng không? Rất là nhiều anh em đã tham gia, đó chính là kèo Zac Kaixin. Video này mình sẽ tổng hợp lại cũng như chia sẻ thêm một số lưu ý để cho anh em có thể tối ưu nhất nếu mà phần thưởng Erop nếu có và đạt tối đa ha. Thì anh em tham khảo qua. Và đặc biệt những bạn mới á, ví dụ mới tham gia hàng Zac Kaixin gần đây hay hoặc là có ý định tham gia gì đó, vì vấn đề nắp sót hay chưa cũng là dấu chấm hỏi, chỉ có dev mới biết thôi, developer nó mới biết. Thì giả sử bạn nào muốn tham gia cũng nên xem ha, tại vì video này mình sẽ làm rất là chi tiết cẩn thận và bổ sung thêm những cái bước nữa để giúp cho các bạn tối ưu hóa phần thưởng nếu có. Rồi bây giờ sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì sẽ sẽ cho các bạn ba cái trình để dành cho các bạn gọi là tra cứu cái ví của mình đạt được thứ hạng như thế nào hoặc là còn những cái thiếu sót gì ha. Đó chính là thứ nhất là ZK Code. Đây ZK Codex. Đấy, nó sẽ tra được cho các bạn cái này rồi, xem không có trong Telegram rồi nhưng mà giờ làm video tổng hợp mọi thứ các bạn nha. Thì đối với cái trình này á, các bạn chỉ cần dán địa chỉ ví vào để có thể xem được cái gì, xem được cái tuổi ví của các bạn ở trên ZKSync bằng ERA ha. Cái thứ nhất, cái nó có tính ở trên hàng bảng like không nhỉ? Không, cái này nó chỉ tra được ở trên ZKSync ERA thôi các bạn nha. Còn cái phần mà ZKSync like một lát mình nói sau. Ok. Thì nó sẽ tra được thứ nhất là volume giao dịch của bạn và khả năng bạn có nhận được Erop hay không này kia ha. Thì nó chỉ đánh giá dựa trên những cái kèo cũ thôi, những cái tiêu chí ví dụ như của thằng Arbitrum hoặc là Optimus này kia, và nó đưa ra cái nhận định kiểu vậy ha, chứ không phải thấy ở phần thưởng này có là sẽ trúng đâu, không phải ha, lưu ý. Rồi thì mình thấy nó hay cái mấy cái thông số này các bạn đọc vô hiểu hiểu liền đúng không, rất là đơn giản không có gì để nói. Mình thấy nó hay cái bạn nó liệt kê ở phía dưới nè những cái sàn desk, những cái DApp của mạng ZKSync không mà mình đã tương tác, những cái nào mà hiển thị và no AT mà chưa bao giờ chưa tương tác lần nào thì các bạn có thể dựa vào đây để các bạn truy cập, nếu thấy phù hợp thì các bạn tương tác để gì, để nâng cao cái số đi áp mà các bạn đã thực hiện ở trên ZKSync đúng không, càng thực hiện nhiều đi áp càng tốt đấy. Và thêm cái nữa là càng thực hiện nhiều contract càng tốt, ví dụ như mỗi một cái token nào đó các bạn swap nó và tính một contract đúng không, làm càng nhiều token thì càng nhiều contract đó. Vậy các bạn thể tham khảo thêm ha, không nhất thiết phải làm hết đâu, cái nào thấy chi phí phù hợp về làm, ví dụ những cái sàn như là Izumi nè không, sàn Dash, Odos, sàn Dash, sàn Dash thì bên đó swap một lệnh không mà đã tính mà kích hoạt trên đó rồi, và nó có thống kê với các bạn những cái giao dịch của bạn bao nhiêu lần ha, đây số lần nè rồi volume bao nhiêu rồi kia vân vân, nó có liệt kê hết. Và số ngày nói chung là đã sử dụng cách đây bao nhiêu ngày, ví dụ những cái con mà lâu quá, ví dụ rất thì xin đi ra cái là cây cầu này nè, tôi lâu quá tôi không ghé lại thì 82 ngày rồi đúng không, thì thỉnh thoảng ghé lại cũng được, nó là vậy, nó thống kê rất là chi tiết ha. Rồi đó là về thằng ZK Codex. Bây giờ tiếp đến một cái trình nữa đến từ thằng OKVin, cũng tương tự các bạn sẽ dán địa chỉ ví vào đây, đây dán vào trên đây ha, thì nó sẽ liệt kê ra hết, nó liệt kê tổng quan. Đối với trang ZKVin này các bạn thì nó tương tự như thằng DBank đúng không, nhưng mà được một cái là nó liệt kê chi tiết hơn, ví dụ cái hoạt động on-chain của bạn như thế nào ha. Và anh em lưu ý ha, cái phần chuỗi bên đây nè và những cái chuỗi mà bạn đang hoạt động và tài sản các bạn phân bổ trên đó, thì các bạn cố gắng ví dụ như những ông nào có rất nhiều ông làm nhiều ví, ví dụ canh chỉ quýnh thằng ZKSync ERA thôi thì hầu như tiền của các bạn nằm phân bổ trên ERA ha, cái đó rất là dễ bị nó đánh dấu là cheat đúng không, thì các bạn cố gắng phân bổ tiền ra nhiều mạng càng nhiều càng tốt, tối thiểu là 5 mạng ha. Rồi ở phần dưới thì về phần giao dịch nè, tổng đầu vào đầu ra, ví dụ như tổng số tiền chuyển ra ở mạng ZKSync á và tôi nạp vào tôi rút ra đâu 93 lần đúng không, đầu vào và tôi sử dụng cái cầu của nó, cầu chính của nó 3 lần nhưng mà rút ra rút hơi nhiều kiểu vậy, rút ra là gì, và những cái giao dịch ví dụ tôi đi swap á, tốn tiền tốn gas thì đó cũng là một giao dịch đó, thì nó giống như một TX thôi, đừng nghĩ nó hoành tráng quá, đơn giản một TX ở trên thằng ZKSync ERA và tôi được 93 TX ha. Đấy, đó là vậy. Thì các bạn có thể tham khảo thêm, đây một trang để các bạn tra thôi. Như vậy NFT mà các bạn đang nắm giữ bao nhiêu NFT này kia. Rồi tôi bước qua những cái này đi, rồi một lát nữa tôi sẽ chốt lại đó, chốt vào những cái tiêu chí cần. Rồi tiếp đến là cái trang của hàng DFGate, trang này cũng share khá nhiều, có thể check luôn cả mạng Startnet rồi những rất nhiều mạng.
Nhưng mà hiện tại các bạn, mình sẽ để cái đường link như vậy, đường link hơi dài ha, ví dụ như trucker.dfgas.io/erup/zkcin. Rồi tôi sẽ để chữ ví ở đây, rồi các bạn thay cái địa chỉ ví của bạn vào. Lý do tại sao mà không đưa trực tiếp cái trang của nó, lý do là nó bắt mình phải tốn phí mới xài được, để mình làm thử cho bạn xem ha. Nếu mà các bạn phải vô trang chủ của nó, các bạn truy cập một tracker để các bạn tra ví thì nó yêu cầu các bạn làm gì này, phải may một cái Veo Zero Tracker Pass này, như vậy các khi xin thì các bạn phải tiến hành may luôn các bạn ha. Giá nhiêu, 0.001, 0.1 là tầm cỡ trăm sáu mấy đúng không, 0.01 thì đâu đó tầm cỡ mười mấy đô. Thôi rồi tôi múc luôn cho rồi, tôi bấm dừng đây để tôi múc luôn bạc, để tôi coi cái giao diện nó có gì đẹp hay không, nếu mà có gì đó hay ho thì để sẵn share cho mọi người ha. Dựng cái để múc rồi cũng khá là hay ho các bạn nha, anh em nào có điều kiện thì múc luôn đi, mình thấy nó hay á, tốn đâu đó tầm khoảng 3 đô mấy thôi. Thì các bạn chọn mạng Zcash Sin để các bạn may, bạn may trên đó giống như bạn đúc một cái NFT thôi, vừa có TX trên thằng Zcash Sin mà vừa có cái trình để các bạn có thể tra được rất là nhiều dự án nha. Ví dụ trong đó có Veo Zero và có thể tra rất là chi tiết cho các bạn, mình tra thử cho bạn tham khảo ha. Tại vì trên sách khi thằng Veo Zero á, mình tìm cũng rất lâu rồi, giờ nó có cái trang kiểu như vậy và hơi bị hay ha. Các bạn có thể kéo xuống nè, không tra trên thằng Veo Zero á, rất khi xin vẫn tra được, Veo Zero tra tra được về Zora này kia rất nhiều mạng các bạn nha, tra được số volume, số TX và quan trọng hơn số chain. Mấy cái thông số ở trên các bạn có thể tra miễn phí ở trên Dun này kia vân vân ha. Riêng cái phần ở dưới, cái số chain nào mà các bạn đã tương tác và cái số nào mà chưa tương tác thì nó có hiển thị rất là rõ nè, không ví dụ Kava bằng không nè, đấy rất hay ha, để chi để bổ sung những cái chain của đó. Thôi rồi cái đó lướt sơ thôi, cái này tôi sẽ làm video tôi nói sau, để tôi sẽ tổng hợp từng chain một, ví dụ như đang săn kèo và rất hay xin đúng không, sẽ làm một video tổng hợp rất hay xin về Vanilla rồi Veo Zero, sẽ làm từng video tổng hợp hết vậy cho mọi người. Bây giờ tới thời điểm gọi là gần tới thời điểm thu hoạch rồi ha, đấy. Rồi còn bạn nào cái đó là để dành cho bạn tốn phí ha, còn đối với những bạn muốn dùng ri á thì các bạn cứ lấy cái đường link sau đó bạn thay địa chỉ ví của các bạn thôi, các bạn sẽ tra được nó tương tự ở trên thằng DApp chắc DApp Get á, thì nó chỉ lọc ra một số cái DApp có sự cái xin quan trọng thôi, chứ nó không đầy đủ như bên thằng ZK Codex ha. Thì các bạn có thể tham khảo, nó cũng tương tự thôi, nó có cái số volume của bạn trade này nọ, thì số TX, số ngày sử dụng, số tuổi ví này nọ ha. Rồi đó là về mấy cái trình để tra, rồi giờ tiếp đến tôi sẽ nói về cái gì đây, nói về cái cách mà để tăng khả năng nhận error đi ha. Ok, một lát nữa sẽ bổ sung thêm hai bước. Thôi bây giờ tiếp tục bổ sung những cái bước để tăng cơ hội phần thưởng error đi ha, còn một lát nữa tôi sẽ ở cuối video sẽ tổng kết lại tất tần tật mọi thứ, những cái tiêu chí gì mà các bạn nên giữ. Rồi bây giờ có một thứ, nãy giờ các bạn tra trên hàng ví dụ như đi up get này nọ, những cái tiêu chí này dựa vào đâu, nó dựa vô nhật một cái error gần đây nhất, đó chính là hàng Arbitrum, nó dựa vô tiêu chí đó hoặc là Optimus, các bạn có thể chọn Optimus luôn ha, sửa cái đuôi này thành Optimus và xong nè. Hầu như mình thấy mấy cái trang hiện tại đang tra và nó đang lấy cái tiêu chí của thằng Arbitrum để nó áp cho thằng Zcash, nó dựa trên một cơ sở đó, cơ sở của Arbitrum đúng không, thì đây là những cơ sở của nó. Tuy nhiên có thể Zcash sau này nó sẽ không phải như vậy nữa đúng không, thì các bạn tham khảo thêm. Ngoài ra mình thấy ở bên ngày xưa Erop của thằng Optimus á, nó sẽ có một cái tiêu chí gọi là multi single, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn làm multi single ở trên mạng Zcash, biết đâu sau này thằng Zcash nó có một cái tiêu chí đó nữa, dạng như một điểm cộng các bạn nha. Còn về cơ bản thì mình nghĩ và các bạn thao tác ở trên Zcash ra là đã đủ điều kiện nhận Erop rồi. Rồi thì để thực hiện multi single thì các bạn sẽ truy cập vô cái trang xếp qua web, thấy không? Xếp global, cái này thì đã thao tác cũng nhiều rồi, ngày xưa săn kèo Erop Metasmart á, đã chia sẻ rồi, nhưng bây giờ làm lại trên mạng rất ha. Rồi thì truy cập vào trang, các bạn sẽ chuyển mạng chuyển ví sang chọn cái mạng mà bạn rất khi xin IRA đây, bấm vào sau đó connect ví, tất nhiên là ví Meta này đúng không, tiến hành tạo một cái ví các bạn, nghĩa là tạo một cái ví phụ, còn cái ví gốc của bạn là ví Meta, đặt tên thôi, ví dụ như một chẳng hạn, Nest tên gì nữa, 1234 gì nữa, muốn gõ gì gõ,
Next, cái phí tạo là 0.0042 ETH. Next, tốn đâu đó không đáng kể các bạn, không chắc không mấy chắc đô mấy hả? Đây tổng chi phí hết nhiêu, có nửa đô rồi mốt. Tại sao có cái đang có ví rồi tạo thêm cái ví để làm chi? Ví cái tên nó nói mình tất cả rồi, safe an toàn đúng không? Và các bạn có một cái ví chính, các bạn lưu đầy đủ cái cụm từ khôi phục này nọ đó, đó là ví meta đúng không? Thì bây giờ các bạn liên kết ví meta xong các bạn tạo cái ví mới, và cái ví này các bạn không cần phải sao lưu hay cụm từ khôi phục gì cả, là một cái ví phụ đúng không? Khi cần giao dịch các bạn sẽ chuyển tiền từ cái ví chính của bạn chạy qua ví phụ, sau đó bạn giao dịch bằng cái ví phụ này, mục đích là an toàn ha, lỡ đụng mấy cái trang scam á, thì cũng cùng lắm là mất tiền ở trên cái ví phụ thôi, không mất tiền trên ví chính, nó là vậy. Mục đích của sếp vào vậy. Rồi, đã xong thì bây giờ đây là cái địa chỉ ví của các bạn. Đâu rồi? Accept. Cho bắt lại trang các bạn. Đây bạn. Đây là địa chỉ ví cái zkSync trên thằng sếp global ha. Nó sẽ khác với cái địa chỉ ví ở trên MetaMask. Thì công việc của mình bây giờ làm gì? Các bạn sẽ copy, không? Copy cái địa chỉ ví mà các bạn vừa tạo ở trên sếp global á. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng thằng zkSync bằng nạp một số lượng nhất định qua. Ví dụ đang có đồng ETH nè, tôi gửi một ít qua. Gửi bao nhiêu? Not ETH network set gì đây? À, copy cái này bạn. Gửi. Rồi, sẽ gửi ví dụ như 0.005 đi. ETH gửi 8 đô qua. Và từ ví meta các bạn gửi qua cái ví phụ, sau đó các bạn rút về là xong, phải không? Còn bạn nào thích nữa thì có thể để tiền ở trên ví phụ này luôn. Sau đó là sau này giao dịch đó, sử dụng ví phụ làm mộng hay bệnh gì đó, gửi cái qua liền các bạn ha. Đây. Rồi bây giờ tiếp tục. Transaction reset để tôi coi coi. Lâu rồi không xài. Thì xưa làm nói chung làm cái hàng ở trên làm ở trên thằng server này một hai kèo gì rồi mà cũng ít thao tác trên nó ha. Lâu quá hơi bỡ ngỡ. Rồi giờ tiến hành send thôi, đúng không? Giờ các bạn có thể rút ngược lại từ cái thằng ví phụ trở về ví chính, dán địa chỉ ví chính vào đây, copy ví meta nè. Đưa vô dán, sau đó nhập cái số lượng maximum giới hạn, rút ra. Như vậy xong ha, xong cái thằng gọi là multi single. Nghe nó phức tạp nhưng làm rất đơn giản các bạn. Thì anh em cứ thử ha, còn không nữa các bạn nên chuyển ít đô ở trên đây để ví dụ như mốt thao tác gì đó sử dụng cái ví phụ này thao tác cũng được. Rồi tôi tạm dừng cái thằng set level ở đây. Đây là một cái bước mới ha, để cho giúp các bạn đạt được cái tiêu chí multi single. Tiếp đến sẽ chia sẻ cho mọi người làm một bước nữa, chính là gì? Deploy contract, tạo một cái hợp đồng ở trên thằng zkSync. Trước giờ mà mình đi lem NFT hay hoặc đi swap này kia thôi đúng không? Bây giờ mình tạo một cái NFT không? Thì tôi sẽ sử dụng cái trình gọi là thách web ha. Và làm cái này cũng có thể và săn airdrop luôn của thằng thách web các bạn. Đã xe vụ thằng thách web này rất là nhiều kèo rồi, chưa bao giờ làm video chính thức về nó. Nhưng mà trong những cái kèo mình chia sẻ đã dính như thằng thách web này hơi nhiều rồi. Ví dụ Tyco, Strong, vân vân rất là nhiều rồi. Thôi bây giờ ôn lại ha, làm chi tiết. Thì để tạo một cái contract, một cái NFT á, thì mình sử dụng cái trình thách web. Còn những cái trình khác nữa nhưng mà ở video này tôi sử dụng thách web. Bấm vào xin thôi. Anh em yên tâm, tất cả đường link thì tôi có mình có hệ thống một cách chi tiết. Thì các bạn cứ làm theo từng bước một là được. Đây các bạn, mình để sẵn ha, bấm vào. Giờ đặt username gì đây, tên nè ha, rồi địa chỉ email của các bạn, container để tạo tài khoản thôi ha. Rồi cái này quan trọng nè, ở phía trên này các bạn qua lưu ý ha, đây là địa chỉ, đây là sách mạng zkSync, có nghĩa là khi các bạn kết nối trang á, các bạn chuyển ví qua mạng zkSync sẵn ha, không? Tại nó hỗ trợ deploy contract rất là nhiều mạng, mình kết nối mạng nào thì nó sẽ deploy trên mạng đó. Rồi tiến hành bấm vô deploy now thôi. Up một tấm ảnh nào đó, ví dụ tôi lấy ảnh hoa hồng đi cho đẹp ha. Đặt cái tên của cái bộ sưu tập của bạn là gì, rồi symbol ha, series XX đi đấy, description go to the moon, còn không ơi để gõ và đốt ga chơi cũng được ha, go to the moon, the mark đi cho nó xa một tí. Rồi
Mấy cái mục khác thì nó tự động điền địa chỉ ví của bạn thôi, không có gì để chỉnh sửa hết. Ở phía dưới là rất hay xin ra ha. Ok, đã xong, bấm deploy nào. Gì đây? ID đời đang bị lỗi, cho làm lại các bạn. Lỗi thì thực hiện lại đấy, không vấn đề đâu ha. Ký một cái xin chờ trong giây lát, trong thời gian chờ dừng cái hấp hấp nước ha. Rồi tiếp tục nó yêu cầu mình ký một lần nữa với chữ dấu mũi tên này ha, bấm xin, tự động nó tạo hết các bạn. Anh em lưu ý chịu khó xem cái bước này nha, đừng thấy cứ bấm vô deploy cứ nghĩ là xong, còn một bước nữa nha, một bước nữa là tạo xong rồi mình sẽ lem cái NFT mà mình vừa tạo đó, đi về ví luôn. Ok, đã xong, tự động cái trang nó sẽ chuyển tới cái trang overview ha, để cho bạn kiểm tra lại. Bây giờ các bạn sẽ truy cập vô cái bước nào đây, ngay mục mà mục nào nhỉ, kéo xuống phía dưới không có gì để coi, mục NFT nào các bạn, bên tay trái ha, không NFT. Bây giờ các bạn lem nó sẽ lỗi liền, để tôi lem thử rồi có lỗi hay không ha. Theo mình nghĩ là lỗi, ngay lập tức bị lỗi. Ok, thì bây giờ sẽ làm thêm một bước nữa để không lỗi, đó là bước khoan, ở phía lem condition nè, tôi có gì thêm hay không. Public à, ngay cái này và các bạn sẽ đăng lên, ví dụ bạn mở cho người ta lem á, thôi cái đó bỏ qua đi ha. Rồi truy cập lại cái mục NFT, các bạn sẽ chọn cái file batch upload và up một cái file lên. Cái file này thì mình có để sẵn cái đường link, nói chung là cái file này mình cũng đi nhặt thôi chứ tôi không có rành mấy cái code kit này đâu. Đây là cái link để các bạn tải file ha, ở trên thằng GitHub thì các bạn sẽ tải nè, bấm vào link và có cái dấu download, bấm vào thôi, tải cái file này về. Yes, ok, đã tải file xong thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi up lên trong tìm cái file hồi nãy các bạn tải về. Cái file đó có cái định dạng mà có cái định dạng là chấm json cuối các bạn nhé. Đâu rồi, đây sắp json nè, up lên, kéo xuống phía dưới, bấm next để cho nó tải lên, chọn chọn cái bước đầu tiên ha, và review up on my này, đây upload review, xác nhận đơn vị tốn 0.3 đô. Rồi để nó khởi tạo thôi các bạn, chờ nó khởi tạo xong tiến hành đi lem về và coi như hoàn tất. Rồi nó khởi tạo xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lem đây ha, nó tạo xong hết rồi, còn nó không hiện ảnh thì kệ nó đi, không quan tâm, bấm vô lem. Tổng số hồi nãy mình up lên bao nhiêu cái, 30, thì bây giờ các bạn thích lem bao nhiêu thì lem, ví dụ tôi thích lem 2 cái thôi nè, nhập số lượng 2, bấm lem về ví, xác nhận trên ví để coi ra bao nhiêu, mắc không, lem lại một cái nữa. Lỗi tiếp ha, cho bắt lại trang cái các bạn, lem một thôi có được không, chậm chậm lâu lâu vậy chắc được ấy, sau này không được nha, để một tí các bạn, back single single upload ha. À, không thì các bạn thôi để nãy mình chơi multi rồi bây giờ chơi single gì lem lại, dán địa chỉ ví mình vô, chờ các bạn nha, tại sao đây smart contract condition, rồi để tôi chỉnh trong đây cái các bạn sẽ truy cập lại cái mục lem condition nữa ha, bấm add, anh em lưu ý ha, bấm lem condition, bấm add này, tạo public đi, ok public sale và thời gian mở lúc nào, 7:55, ok tại thời điểm này luôn.
làm thêm cái bước lem condition các bạn ha, mình tạo bước lệch để cho tất cả mọi người đều có thể may được á. Đợi giao dịch xác nhận xong, quay về lại cái mục NFT, tiến hành lem đưa về ví, coi như là deploy contract xong. Truy cập một NFT nè, lem cái nữa. Thật ra cái bước nãy giờ mà đã deploy contract xong rồi, còn bây giờ chẳng qua lem về ví thôi, không confirm xong. Đơn giản hàng thích thì lem thêm nhát nữa, tại tổng cộng mình có 30 NFT mà, hồi nãy mình tạo 30 cái. Cái file mà batch upload á là nó cấu hình sẵn 30 cái. Rồi như vậy xong các bạn nha, thì thành công. Các bạn có thể kiểm tra NFT của mình đâu, lên OpenSea kiểm tra cũng được, hoặc là vô Element kiểm tra mà chọn mạng rất hy sinh đó, nhưng mà NFT đó không giá trị gì đâu, tạo chơi các bạn ha, để thêm cái gọi là đã deploy contract ở trên mạng rất hy sinh nó là vậy. Rồi tôi tắt ở đây ha. À, tiếp đến bây giờ xong hết rồi thì tôi tổng kết thôi, tổng kết lại các bạn, tổng kết những cái điều lưu ý cần cái gì và những cái tiêu chí theo mình nghĩ thì nó sẽ như vậy, tôi sẽ liệt kê luôn ha. Cái thứ nhất á là các bạn cần phải giữ lại tiền ở trên ví không, và một điểm cộng đó, thôi để dấu cộng hay đừng để dấu trừ xui đó. Ví dụ như giữ lại ETH không, ở trên mạng là mạng ETH mạng chính, ví dụ như giữ lại 0.005 chẳng hạn. Nói chung các bạn tùy theo điều kiện, cố gắng giữ 0.1 và trăm mấy ha, 0.01 rồi 0.01 ở trên mạng, đi theo đơn mạng chính ha. Rồi tiếp đến giữ tiếp 0.01, có thể giả sử có nhiều hơn thì giữ nhiều hơn các bạn nha. Lúc nào tên ví cũng nên duy trì 0.01 ở trên mạng ERA đây, đó là điểm cộng. Tiếp đến là gì nữa? NFT, ví phải có NFT các bạn nha, đây ví giữ NFT và tương tác với tiếp đến là gì, contract, số contract mà các bạn đã tương tác. Anh em lưu ý, tôi dừng ở đây để tôi nói lại một phần nữa là gì, và hồi nãy giờ chia sẻ cho các bạn tra cứu á, là ở trên mạng rất xin ira thì chắc chắn những cái ông mà theo kèo trước giờ gần cả 2 năm rồi đã, 1 năm mấy rồi, thì hỏi và trước giờ thao tác, chẳng lẽ thao tác ở trên mạng rất khi xin like ngày xưa là phí sao? Không các bạn, mình nghĩ cái đó là một điểm cộng rất quan trọng ha, có nghĩa là các bạn bây giờ không biết cái hàng thao tác ở trên hàng Zcash bản like ngày xưa là đã nắp sót hay chưa. Theo mình nghĩ là nắp sót rồi, tại bây giờ cũng đâu xài tới nó nữa, rất là ít ha, thì cái đó mình nghĩ là điểm cộng. Những người ủng hộ sớm cộng Zcash like đi ha, có thao tác trên Zcash like like với sao qua này nhỉ? Đây có một cái trang này các bạn có thể check được đâu rồi, đây cái trang của thằng Jack Kitchen bọc thầu nè, có thể tra được cho các bạn là ngày xưa cái tài sản ở trên Jack Kitchen vay bao nhiêu, ví dụ tôi chuyển về. Còn nói về phần Jack Kitchen vay xưa làm nhiều rồi, cũng hơn 100 TX lên đây ha. Tất nhiên giả sử bây giờ những bạn mà muốn á, muốn thao tác lại trên Jack Kitchen vay á, mà giờ không biết thao tác ở đâu, lý do cái cầu của Jack Kitchen vay đã đóng rồi, thì hiện tại các bạn có thể sử dụng những cái cầu khác thôi, ví dụ bây giờ Zero, cái mấy cái sorry layer swap, đây là một trong những cây cầu còn hỗ trợ thằng Zcash Line ha. Các bạn có thể nạp từ những layer khác hoặc là mạng Ethereum vào Zcash Line để tăng cái cơ hội thôi chẳng hạn đó. Còn không thì bỏ qua các bạn nha. Còn những các bạn, tại vì cái này thì cái bản Line là cái bản trước Zcash ERA đúng không, bản cũ á, ông nào thích thì có thể chọn và nạp lại. Còn về cây cầu chính á, của chính Zcash á, thì cái bản ERA này nó đã đóng, cái bản Line này nó đã đóng rồi đúng không, thì nếu bạn nào muốn thì có thể sử dụng layer swap ha, là một, hoặc orbiter đây, mấy thằng này thì mình cũng sẽ để link cho mọi người luôn. Và anh em lưu ý ha, nếu mà ông nào mà có xài cái bản like ngày xưa rồi á, và theo kèo tôi từ đầu á, thì cũng nên giữ một ít tiền ở trên like ha, cái phòng hờ muốn nó nắp sót thì nó có điểm cộng này kia. Đây rất khi tên orbiter cũng còn hỗ trợ bản like, thì các bạn có thể chia cầu từ những cái mạng khác vào trên Zcash cũng được, có thể là từ mạng Ethereum mạng chính đúng không, hoặc là những cái layer 2 như là Arbitrum, Optimus gì đó. Rồi anh em tham khảo thêm bước đó ha. Đây Zcash Line là một điểm cộng và có sử dụng trên đó. Cái thứ hai, nói chung giờ tôi gõ sơ sài thôi, nhưng mà cứ khi mà tôi đăng kèo lên đó, thì tôi sẽ gõ chi tiết hơn thì dễ hiểu hơn ha.
Đây là số tài sản còn giữ được không? NFT còn giữ nữa không? Rồi cái mấy hai cái phần là dùng NFT con chắc này để cái mục dưới đi. Quan trọng thứ hai đúng quan trọng thứ gì? 1 2 3 4 là gì? Là risk. Sử dụng cầu. Cầu là cầu chính các bạn nha. Đây, cầu chính của hàng Zcash Cashin Era. Phải lưu ý ha, phải sử dụng cầu chính của nó. Theo mình nghĩ cái đó là một trong những điểm cộng quan trọng. Đây là cái cầu chính của nó, bọc thòn.zcashin.io. Link có đặt sẵn trong phần mô tả video cho mọi người. Thì connect ví. Tại sao mới nói sử dụng cầu chính? Cầu chính là các bạn sẽ cầu từ cái thằng ETH mainnet đi thẳng vào Zcashin. Tuy là nó sẽ tốn phí hơi nhiều á, thời điểm hiện tại thì đâu đó tầm cỡ 7 đô mấy nè. Cái phí. Còn thời điểm rẻ hơn cũng khoảng 5 đô chứ không rẻ hơn nữa các bạn nha. Đã nói nó là con báo rồi thì bản chất là phải báo thôi. Đấy, thì nên sử dụng một lần, hai lần gì đó, ai có điều kiện thì sử dụng 3 lần trở lên đối với cái cầu chính này ha. Tắt cái cầu luôn. Xong, sử dụng cầu chính cộng 3 lần đi. Đấy. Rồi, tiếp đến cũng là RISE. RISE là sử dụng những cái cầu phụ đó gồm là những cầu gì? Ví dụ như cầu Orbiter hay là Linea này kia đó. Cộng sử dụng cầu phụ ha. Đó là về phần RE. Rồi tiếp đến tương tác với số DApp đi. DApp. Và càng nhiều càng tốt ha. Cộng càng nhiều càng tốt. Ok. Ví dụ như swap ở trên hàng Sin Swap rồi Terraverse này kia vân 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 vân, mỗi một cái sàn của nó thì các bạn cố gắng làm càng nhiều, nói chung càng nhiều DApp càng tốt. Càng nhiều sàn DEX càng tốt, mà càng nhiều nền tảng NFT càng tốt, rồi càng nhiều những dịch vụ DeFi ví dụ như Vending Borrow này kia đó. Mỗi một cái như vậy là một DApp, rất hay gì Sin Swap là một DApp chẳng hạn, là Uniswap, Uniswap đây có thằng ERA chưa ta? Làm nhiều quá rồi tôi quên. Đó, đại khái là vậy ha. Rồi NFT trên ví hold càng nhiều càng tốt. Contract tương tác càng nhiều càng tốt. Có nhiều ông à, ngay đây thì nói lại một cái. Có nhiều ông cứ hỏi, giờ sợ tốn tiền, sợ bị trượt giá, cứ lấy đô USDT swap sang USDC, hoặc có ông chơi chiêu vậy nè, swap từ từ ETH sang đứt ETH, có nghĩa là wrap ETH á, là gần như không bị trượt giá luôn. Được hay không? Có tính volume hay không? Về cơ bản và lý thuyết á, thì là có tính volume các bạn nha. Nhưng mà nếu nếu mà các bạn cứ làm lệnh tới lui như hoài thì các bạn cày volume lên tới nóc đấy. Nhưng mà có điều là rất là dễ bị tính vô và cheat ha, hoặc là săn erop ha, có thể là sẽ bị lỗi. Nên cái yếu tố contract này rất quan trọng. Ví dụ các bạn swap từ USDT sang USDC và các bạn đã tương tác hai contract, contract nguồn á là contract của USDT. Contract đến là contract của USDC. Nếu bạn swap ngược lại từ USDC sang lại USDT hoặc là đồng DAI gì đó thì các bạn sẽ được cộng thêm một contract nguồn nữa, đúng không? Nghĩa là swap càng nhiều token càng tốt. Đó là về phần contract. Tiếp đến. Còn gì nữa không ta? Để tôi nhớ nhớ về tên đầu tôi coi. Dạo này tôi làm nhiều quá. Bấm dừng, hớp hớp nước thì nhớ nhớ thêm này nó lại cho mọi người. Đó này gì đó? À, này đang kiếm cơm các bạn. Kiếm ga chứ không phải kiếm cơm. Cơm ăn rồi. Rồi tiếp tục, một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng nữa đó là nói về vấn đề thời gian. Mình đã có nói kỹ cái vấn đề thời gian này nhiều rồi. Đây, đợt tôi có chia sẻ trong Telegram này là về tần suất này này nọ đó. Đây, một trong những yếu tố bây giờ đọc sơ các bạn ha. Thứ nhất là cái vấn đề về cái volume TX này nọ, mấy cái này mà rất là dễ. Ví dụ hiện tại các bạn không có nhiều đô đúng không, thì các bạn gọi là gì, làm một vài lệnh hoặc là sắp tới các bạn có là các bạn làm. Volume bây giờ không có thì sắp tới có thể bù được. Riêng cái phần thời gian thì mình có note kỹ nè là không thể bù được ha. Ví dụ cái tuổi ví á, là cái tuổi và cái gì nó tính dựa trên cái ngày cái giao dịch đầu tiên mà các bạn xuất hiện ở trên mạng Zcash đánh dấu. Ví dụ tôi làm một lệnh cách đây khoảng năm trước thì cái tuổi ví tôi hơn năm rồi đúng không, tính thời điểm đến giờ là hơn năm đấy, đó là gọi là tuổi ví ha, tính từ thời điểm phát sinh giao dịch đầu tiên. Ok. Cái thứ hai là tần suất các bạn, tần suất và số ngày mà các bạn đã tương tác ở trên mạng Zcash, và số tuần không, số tháng, số ngày là gì, là bao nhiêu ngày các bạn tham gia trên đó. Ví dụ ngày nay ngày mai và 2 ngày đúng không, ví dụ ngày nay ngày mai xong rồi ngưng thời gian tháng sau làm tiếp ngày nữa và được cái gì, là 3 ngày cộng thêm 2 tuần và 1 tháng. Ok. Còn nếu mà tuần nào cũng làm thì số tuần nó càng cao thôi, cái đó thể hiện sự mức độ trung thành ha. Như vậy nó chứng minh là mình là người dùng thật,
nên yếu tố này rất quan trọng, đúng không? Tôi thấy là yếu tố này rất là khó nè, cũng nói kỹ với mọi người rồi, rất là dễ đạt được, chỉ cần siêng năng là được thôi, nhưng mà khi mà bỏ lỡ rồi thì không có cứu vãn được ha, đó là thêm thời gian đấy, thì đó là yếu tố quan trọng. Nên anh em nào bắt đầu làm hay mà đã làm mà con còn nhỏ thì các bạn cứ yên tâm đi, không sao, chịu khó mỗi ngày làm lệnh ha. Đây như tinh ví tôi nè, có nhiều tiền đâu, kéo xuống rất hay xin. Ờ, có mấy chục đô, 20 đô gì tinh ví như nhiêu, khi cần thì chuyển từ mạng này qua mạng khác thôi, đặt vô thêm. Ờ, khi nào muốn cày volume thì cày, còn hiện tại là tầm 2 mấy đô đủ chơi rồi, 2 mấy đô để làm gì, đi vay NFT vẫn được, như hồi nãy đi vào contract cũng tốn có nhiêu, đâu có nhiều đô đâu, đúng không? Vấn đề là mình biết cách làm thôi ha, chứ không phải là thấy là đô nhiều mà không biết làm cũng chả được gì đâu. Đấy thì bây giờ 2 mấy đô mình thấy là đủ nè, ví dụ như giờ tôi muốn mấy tỷ hết sinh rất hay xin, thì có thêm bữa hôm bữa có chia sẻ đó là sử dụng cái thằng đi mail để gửi mail, cứ mỗi một mail về mấy 1 tỷ mà tốn đâu đó 0.0 mấy đô thôi, rất là rẻ đấy, nên 2 mấy đô để cày vivu rồi. Còn nếu mà nói cày volume hay giờ hay để coi 2 mấy đô này tôi swap, tôi chừa lại chừng 3 đô hoặc 5 đô đi ở trên là ETH, tôi lấy 15 đô tôi swap USDT USDC tới USDC đó, cứ làm đi làm lại, xào đi làm lại, đi lại mấy bọn cái mà cũng được volume khoảng 100 đô kiểu vậy. Nhưng mà vấn đề là giờ sắp tới cũng phải làm thật nhiều contract thôi ha, nên cái vấn đề volume á, bây giờ không có thì mai mốt biết đâu có thì nạp vô cái volume sau, còn vấn đề là cái tần suất á, đấy thêm thêm chứ không phải là tiệm, đấy thêm quan trọng của bạn nha. Thì chịu khó cứ bắt đầu ngay ngày hôm nay ha, bắt đầu tại thời điểm này, rồi sắp tới những cái gì thiếu sót bù đắp sau, còn riêng cái hàng thời gian này là không có thể bù đắp được ha. Ba cái vụ mà ví dụ contract này ha, số contract và số TX, số này số nọ thì muốn bù đắp lúc nào cũng được đấy, nó là vậy. Ê, nó thêm cái bước trên nữa đó là TX ha, số TX thực hiện càng nhiều càng tốt, cố gắng cộng trên 50 TX, thật ra là ai có điều kiện thì trên 100 càng tốt. Rồi đó là một vài lưu ý về kèo sắc xin này, và những cái này là hai cái yếu tố này mình thấy cũng rất quan trọng, các bạn lưu ý ha. Ngày xưa đối với Arbitrum nó lấy hai cái tiêu chí này nè, ai mà ví dụ trên bí thì đợt đó tôi cũng bị dính thằng này nè, cày cho khí thế luôn, cuối cùng là bữa đó nó lấy bao nhiêu nhỉ, hầu của trên ví và bao nhiêu ETH 0.0 mấy ETH hay là 0.1 ETH gì đó, và bữa đó là tôi rút ra hết, nhưng mà xui cái tôi rút qua đi qua mạng khác tôi làm cái chuyện khác đó mà, thì nó vậy nắp sót nó chụp ngay thời điểm đó nên bị mất cái số điểm ngay đó, airdrop thì vẫn được nhận nhưng mà bị mất đi một cái điểm cộng ngay đó, thì thành ra nhận ít hơn tí thì cũng rất là phí ha, trong khi đó mình cày rất là khí thế luôn mà mất cái điểm đó thì rất oan đấy. Thì cố gắng làm gì làm thì dằn ở trên ví nhưng ít các bạn nha, mỗi ví thì đâu đó tầm cỡ mười mấy 20 đô đi, 20 đô ETH tính bằng ETH, và lưu ý ha, mạng chính là phải có mạng chính là mạng ETH á, không như vậy mấy ông mà nên trước giờ có nhiều ông tôi biết mà cứ cày airdrop và lựa tên layer 2 dập qua không mà không có xài mạng ETH luôn á, và ví trên mạng ETH không kích hoạt luôn á, cái đó là hơi dở. Cố gắng các bạn tốn ra một hai lần gì đó để đánh tuổi đánh dấu cái ví mình ở trên mạng ETH mạng chính ha, lấy cái tuổi. Như cái thứ hai nữa là nó tăng cái khả năng, tăng cái độ uy tín của ví, gọi là tụi nó thông thường chip tạc thì không bỏ rất nhiều ví đúng không, thì sợ tốn tiền sẽ không xài mạng ETH theo mạng chính, đó là dự án đánh giá theo kiểu như vậy. Rồi như vậy là xong về cái phần rất hay xin, mà rất hay xin thì anh em tham khảo ha. Còn về mấy cái phần đi áp thì tôi không có xe, lý do mấy cái trình tra cứu này nó soạn sẵn với cái đi áp rồi, ông nào thích thì vô quýnh banh ta long lên, không tôi cũng cài ít các bạn, không có cài nhiều nữa ha. Đây, thấy cũng thưa đó, nhưng mà ít hôm nữa để coi rảnh rảnh, tại dạo này bận quá tôi quét một lần một và từ trên xuống dưới luôn, là full hết không có vấn đề gì đâu. Còn về vấn đề thời gian là tôi có rồi đấy, nói thì sao, đây thời gian 330 ngày đúng không, riêng cái ví này không 330 ngày kích hoạt nè, tần suất sử dụng làm sao, ở đây nó có hiện không, không, nhưng mà tần suất sử dụng cũng sẽ dày lắm các bạn, tại mình dàn tinh ví xong lâu lâu mình đi lem NFT chơi hoặc là mình đi gửi mail chơi ấy, nên cái tần suất tôi làm tinh sách xin cũng dày đúng không. Còn đối với mấy đi app này thì ít, là ít bữa nữa cày nó sao rảnh thì cày, đúng không? Ok như vậy là xong,
Rồi nghe thấy chán có vấn đề gì nữa thì để lại comment các bạn ha, để giải thích thêm. Rồi anh em nào chưa join kênh Telegram hay gì đó thì join Telegram để có gì mình trao đổi cho nó nhanh. Ai chưa đăng ký kênh thì cho mình một subscribe ha, để kênh có gọi gọi cái hưng phấn để hoạt động. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.